Đấy, thì hôm nay chúng ta học tính từ đúng không nào? Tính từ thì nó cũng giống như tiếng Việt thôi, nó chính là các cái từ chỉ tính chất, đúng chưa nào? Đấy, và chúng ta sẽ có rất là nhiều tính từ. Trong đấy thì em lưu ý cho cô một vài các cái điều đặc biệt như sau. Trong cái này thì chúng ta lưu ý cho cô đó là các cái dấu hiệu của tính từ nhá, dấu hiệu của tính từ. Ừ, chúng ta có trong tính từ thì tùy từng chuyên mục. Ví dụ em ôn thi trung học phổ thông, tức là học cấp 3, thì chúng ta lại phải ôn một cái kiểu khác, và nếu như chúng ta học TOEIC chúng ta lại phải ôn cái kiểu khác, và chúng ta học IELTS chúng ta lại phải ôn cái kiểu khác. Đấy, thì trong TOEIC này cái tính thực chiến của nó khá cao. Thế à, mà muốn nhìn thấy cô á. À, đợt trước là làm cái cam nhỏ nhỏ nhưng xong các bạn bảo là trông mặt có vẻ nghiêm trọng quá nên là thôi cô bỏ rồi. Chúng ta kiểu đang muốn gọi là thư giãn đúng không, relax tí, và trông mặt kiểu các bạn này cái phản ánh là trông mặt cô em sợ quá, thôi cô bỏ luôn cái cam rồi để mình có cảm tí cảm hứng không. Ok, rõ rồi đúng không, cảm ơn mọi người, chúng ta vào việc luôn nhá. Có mọi người cần rõ hơn một chút nữa không, cô đẩy cho một rõ hơn chút nữa nhá. Rồi vì cái quyển sách này rồi, ok rồi đúng không mọi người, ok nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái cần lưu ý cho cô chính là từ full đúng không nào. Ví dụ từ tuyệt vời tiếng Anh mình có từ wonderful, đấy là đuôi full nó, hoặc là tồi tệ tiếng Anh mình có từ awful. Tiếp theo nữa chúng ta có đuôi al. Cái đuôi al này trong TOEIC nó là một cái đuôi tương đối phức tạp, tương đối là một đuôi phức tạp. Vì sao nó lại như thế? Vì nó vừa là đuôi của danh từ, nó vừa là đuôi của tính từ. Ok chưa nào? Đa số 90%, 90% thì nó là tính từ. Ví dụ như thuộc về y khoa, tiếng Anh mình có từ medical. Đó. Hoặc là ví dụ như là mang tính chất giáo dục, mình có từ educational. Thì gọi là mang tính chất giáo dục. Là 90% nó sẽ đóng vai trò là tính từ. À, chờ, về trong trường hợp này chúng ta có đuôi ANC. ANC này thì cũng được gọi là một đuôi phức tạp. Cũng là một đuôi phức tạp. Vì nó vừa là danh từ và nó cũng vừa là tính từ giúp cô. Ok chưa nào? Đa số nó là danh từ khi nó chỉ người. Ví dụ như tiếng Anh mình có từ assistant. Sorry mọi người. Ví dụ như chúng ta có từ assistant là trợ lý chẳng hạn, hoặc là ví dụ như chúng ta có từ tenant, từ này thì hay gặp trong bài nghe hơn. Ok chưa? Tenant. Đấy, cái này là người thuê. Thì đa số nó chỉ người thì nó đóng vai trò là một danh từ. Còn lại 90% nó là tính từ. Ví dụ như chúng ta có từ significant, relevant. Đấy, thì cái này đóng vai trò là một tính từ các em nhé. Tiếp tục, chúng ta đấy là đuôi ANC này, đúng không nào? Chúng ta có đuôi able. Thì thứ nhất là chúng ta có từ possible, chúng ta có từ terrible, hoặc chúng ta có từ able, đúng không nào? Có nghĩa là liên quan. Tiếp tục, chúng ta có đuôi always, ví dụ dangerous, famous, đúng không nhỉ? Hoặc là ngon miệng, mình có từ delicious, chẳng hạn như vậy. Tiếp tục, chúng ta sẽ có đuôi x, đúng không nào? Ví dụ như romantic, economic, hoặc chúng ta có từ ví dụ như là basic đúng không nào, cơ bản, cơ bản basic đó. Thế ví dụ như là ví dụ như chúng ta có EVE chẳng hạn đúng không nào, ví dụ như active, attractive, hoặc từ đắt đỏ thì anh mình có từ expensive. Expensive là đắt, ok chưa. Cái đuôi list này thì lưu ý cho cô một chút, đó là danh từ cộng với nó thì sẽ trở thành cho cô là một tính từ, và nhớ cho cô là ngược nghĩa. Ví dụ cẩn thận tiếng Anh mình có từ careful. Vậy bất cẩn mình có từ careless. Ví dụ homeless là vô gia cư đúng không nào? Hoặc ví dụ như bất tận tiếng Anh mình có từ endless. Cái này được dịch là bất tận. Bất tận. Tiếp. Trong trường này mình có từ like, đuôi like này thì không gặp nhiều lắm trong bài thi TOEIC nhưng mà cô vẫn liệt kê ở đây để cho chúng ta dễ xử lý. Đuôi like với childlike đúng không nào? Là như trẻ con, godlike là như thiên thần đúng không nào? Đấy, hoặc là ví dụ như là như cô gái, girl like. Nếu con trai nhỏ tính như con gái chẳng hạn thì mình có từ girl like. Tiếp theo nữa có đuôi y dài, ví dụ rainy, snowy, hoặc có nắng tiếng Anh mình có từ sunny. Tiếp tục es, ví dụ selfish, childish, và em nhớ cho cô những cái này thường mang tính nghĩa tiêu cực nhá, selfish, childish. Ok chưa? Còn đuôi ly, cái đuôi ly này em cũng đánh dấu sao giúp cho cô. Vì sao? Bởi vì cái đuôi ly này nó vừa là đuôi của danh từ, nó vừa là đuôi của tính từ. Sorry, đuôi ly là đuôi vừa của tính từ, vừa là đuôi của trạng từ nhá. Và chúng ta phân biệt đó là danh từ cộng với ly thì trở thành tính từ. Ví dụ friendly thì mình có từ friend là danh từ này. Đúng không? Cộng cho cô với ly này thì thằng này sẽ là tính từ. Lovely thì love là danh từ cộng cho cô với ly thì thằng này cũng trở thành tính từ giúp cô. Còn khi mà trạng từ cộng cho cô với ly, trạng từ cộng xin lỗi, tính từ cộng với ly thì chúng ta sẽ trở thành trạng từ. Thì đấy là các cái dấu hiệu nhận biết. Tiếp tục,
chúng ta cần lưu ý cho cô đó là gì? Các cái tiền tố. Các cái tiền tố này thì giống thiên về với khối trung học phổ thông nhiều hơn. Thì trong cái khóa số X này cô sẽ không nhắc đến nhiều nhá. Ok chưa? Một cái phần nữa là trật tự tính từ, chúng ta cũng thiên về khối của trung học phổ thông. Chúng ta thiên cái này nhiều hơn cho nên cũng sẽ không nhắc đến nhiều trong cái bài này. Ok chưa? Nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thông qua bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau thông qua bài tập để qua cái bài tập này chúng ta chốt ra được, chúng ta chốt ra được cái đáp án. Ok chưa các em? Hôm nay chúng ta sẽ xử lý với nhau, chúng ta sẽ xử lý với nhau để xem bao nhiêu câu này. Ok, chúng ta sẽ làm với nhau 15 câu đầu tiên nhá. Nào, chúng ta xử lý cho cô câu số 1. Câu số 1. Theo em câu số 1 này chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án gì? Câu số 1 thì theo em chọn đáp án đúng là đáp án gì? You need to develop a positive attitude. Vậy câu này chúng ta sẽ có những cái phân tích như sau. Các em comment, trong lúc các em comment đáp án thì cô sẽ xử lý với em về mặt nghĩa nhá. Cô xử lý với em về mặt nghĩa. Ok chưa? Trong cái câu này chúng ta có những từ như sau. Từ thứ nhất mình có từ need. Ok chưa nào? Need. Vậy thì mình có từ need ở đây. Need ở đây nó đóng vai trò như là một need to verb. Need to verb. Và trong này chúng ta có nghĩa là cần. Cần làm cái gì? Cần làm cái gì? Tiếp theo nữa, trong trường hợp này em lưu ý cho cô khi mà chúng ta phân tích. Khi mà chúng ta phân tích thì em nhớ ưu tiên cho cô đằng sau, giúp cho cô. Ưu tiên đằng sau nhá. Nhớ này, thường khi phân tích thì chúng ta sẽ ưu tiên giúp cho cô đằng sau. Đằng sau. Ok chưa các em? Vậy ở đây đằng sau chúng ta gạch chân cho cô từ attitude. Thằng này đóng vai trò là danh từ, có nghĩa là thái độ. Thái độ. Ok chưa nào? Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cần giúp cho cô một cái tính từ. Một cái tính từ nhá. Theo em câu 1 đáp án đúng là đáp án gì? Vậy thì cái câu này chúng ta cần tính từ. Và cái câu 1 này, và cái câu 1 này chúng ta sẽ có dạng là tính, tính, danh. Tức là hai thằng tính từ được phép đứng cạnh nhau, đi về danh. Ok chưa? Đó. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi loại trừ nhá. Cái thứ nhất ở đây mình có từ mentor, đúng không nào? Mentor thì chúng ta nhận thấy có đuôi AL. Thằng này đóng vai trò là tính từ, tức là thuộc về trí tuệ, đúng không nhỉ? Thần kinh trí tuệ. Đấy. Tiếp theo nữa mình có từ mentality, thằng này là một danh từ. Thằng này có đuôi ly là đuôi của trạng từ và cái này là danh từ. Vậy thì cái câu này em sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án gì đây? Ok, câu này bạn cần phải phát triển ra một cái thái độ, đúng không nào? Mang tính chất tích cực. Đấy, thì câu này em lưu ý đáp án đúng cho cô là đáp án A nhá. Xong. Câu số 2. Câu số 2, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án gì giúp cô? She provided support at very distressing time for me, đúng không nào? Vậy thì câu này chúng ta sẽ xử lý cho cô như thế nào? Câu này chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cho cô như sau. Câu này có ngôi she đứng ở đây là chủ ngữ. Chúng ta có từ provide là một động từ và gạch một cái đứng đằng sau mình gạch chân cô từ support. Support lưu ý ở đây cho cô nó là danh từ. Lưu ý giúp cho cô đó là cái từ support này nó vừa là danh từ, nó vừa là động từ, đều có nghĩa là ủng hộ, đều có nghĩa là ủng hộ. Vậy câu này chúng ta đã có động từ ở đây rồi thì chúng ta không cần thằng support là danh từ, là động từ ở đây nữa, thì chúng ta không cần động từ, vậy ở đây nó là một danh từ. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cần giúp cho cô một cái tính từ, một cái tính từ để bổ cho nó. Ok chưa nào? Vậy thì câu này chúng ta nhận thấy chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Thì chúng ta nhận thấy được ngay à, ok, đáp án đúng chính là đáp án B, emotional, tính từ. Ok chưa nào? Vậy thì cái câu này chúng ta thấy có như thế nào? Cô ta cung cấp cho tôi, cho cô ta cung cấp những cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần, đúng không nhỉ? Ở những cái thời gian rất là khủng hoảng dành cho tôi. Thì đấy là cái câu số 2 nhá. Nào, tính như vậy thì chúng ta thấy, à cô quên mất. Như vậy cái quy tắc đầu tiên đó là danh từ, đó là tính từ. Đó, bạn nào đang ghi thì ghi chép giúp cho cô. Đó là tính từ, tính từ. Quy tắc số 1, tính từ được phép đứng trước danh từ để làm rõ nghĩa, để làm rõ nghĩa. Cho cái danh từ đó, cho cái danh từ đó, đúng không nào? Ví dụ như là a beautiful day, một cái ngày rất là đẹp trời, đúng không nào? Hoặc một cậu bé rất là đẹp trai, handsome boy. Handsome boy. Vậy tất cả những cái này được phép đóng vai trò là tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa. Ok chưa nào? Beautiful day hoặc handsome boy. Thì đấy là cái cấu trúc đầu tiên. Tiếp tục câu số 3, chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án gì?
the only chấm 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 solution, đúng không nào? Đấy là cái chấm 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 duy nhất. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng như thế nào đây? Cái câu này chúng ta sẽ phân tích giúp cho cô như sau. Chúng ta sẽ phân tích giúp cho cô như sau. It is, đúng không? The only solution. Vậy thì em nhớ cho cô đó là cái gì? Đó là khi em làm, em phải ưu tiên giúp cho cô đằng gì, đằng sau, đúng không nào? Ok. Vậy thì khi cái câu này chúng ta nhận thấy đằng sau thì ở đây chúng ta có những cái từ như thế này. Cái chân cô từ only và cái chân cô từ solution. Nhớ cái quy tắc đó là ưu tiên đằng sau giúp cho cô để chúng ta phân tích. Vậy đằng sau chúng ta hôm trước chúng ta học rồi, mình có từ solution. Vậy chúng ta nhận thấy ở đây chúng ta có duration. Ok chưa nào? Và duration này chính là đuôi của danh từ. Vậy thì cái gì được phép đứng trước danh từ? Chúng ta cần cho cô một tính từ. Vậy thì qua bốn cái đáp án này, qua bốn cái đáp án này thì tính từ là cái đáp án gì? Câu A là possibility, đúng không nào? Chúng ta có đuôi ity, thằng này đóng vai trò là danh từ. Câu 3 mà đáp án A có nghĩa là có là cái danh từ. Đáp án A là danh từ, nghĩa là có khả năng. Có khả năng. Có khả năng làm gì đó. Ok chưa? Câu B possibly là một trạng từ, thằng này là trạng từ. Tiếp tục câu C possible cũng là tính từ và impossibility cái thằng này nó là danh từ không thể. Đúng không nào? Bất khả thi. Bất khả thi. Ừ. Vậy thì câu này chúng ta thấy hợp lý nhất đáp án đúng chỉ là đáp án gì? C. Câu này cô muốn bàn thêm cho em một chút về từ only. Bàn thêm một chút về từ only. Cái từ only nó có rất là nhiều nghĩa, trong rất nhiều dạng, trong đấy nó cũng được phép là một dạng là tính từ. Chúng ta dịch cho cô là duy nhất. Duy nhất. Chúng ta có một bài hát rất là quen thuộc với các em, đó chính là gì? Only girl, đúng không nhỉ? Cô gái duy nhất. In the world hay on the world của Rihanna, đúng không? Và cái dạng thứ hai, ví dụ tôi là con một, chúng ta có từ only child. Only child ở đây chúng ta dịch cho cô là con một. Ừ, ok chưa? Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng giúp cô là đáp án C. Chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 4. Vậy theo em câu số 4 chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án gì? Câu số 3 này chúng ta vẫn rút ra một quy tắc, đó chính là tính từ được phép đứng trước danh từ. Trước danh từ để bổ cho nó, ok chưa? Vậy theo em câu số 4 chúng ta chọn được đáp án đúng là đáp án gì? Margaret Trail chấm chấm head to the pie eating contest. Vậy câu số 4 chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án gì đây? Câu số 4 chúng ta sẽ phân tích cho cô như sau. Bây giờ chúng ta nhận thấy là đứng đằng trước chỗ trống, đứng đằng trước chỗ trống mình có từ a và có từ head, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ phân tích giúp cô như thế nào? Thứ nhất, ở trong trường hợp này sau a là một danh. Thế nhưng head là danh từ cái mũ, vậy chỗ trống này được phép là tính. Và cô nói giúp cho cô là ưu tiên giúp cho cô đằng sau, vậy chúng ta sẽ ưu tiên cho cô tính từ này. Ok chưa nào? Vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ có bốn từ. Beautician, đúng không nào? Thằng này là danh từ. Đấy, còn beautiful ở trong trường này nó là tính từ vì có đuôi full. Em nhớ cho cô đuôi CN này, chúng ta đã học trong bài danh từ rồi, đúng không nào? Các cái bài nó đều liên kết với nhau, CN. Đúng không? Mình đọc là shin. Ví dụ như mình có từ gì? Nhạc công chẳng hạn, musician. Thì chúng ta nhìn cái đuôi này chúng ta sẽ biết được ngay nó chính là danh từ chỉ người. Vậy đây cũng chính là danh từ. Tiếp theo beautiful là tính từ, đúng không nào? Ok, ra đáp án rồi. Beautifully, ly ở đây nó đóng vai trò là một trạng từ. Và chúng ta có từ beauty cũng là danh từ, cái này thì là vẻ đẹp. Vậy chúng ta cần một tính từ thì em chọn đáp án đúng cho cô là đáp án B. Câu này chúng ta có từ pie eating. Pie eating tức là ăn bánh, cuộc thi này là cái từ contest này là cuộc thi và cuộc thi này là cuộc thi ăn bánh. Như vậy câu này dịch cho cô đó là Margaret đã đội một cái mũ rất là đẹp đến cái cuộc thi ăn bánh và đáp án đúng là đáp án B. Chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 5. Câu số 5. Đấy, câu số 3, 4 này thì vẫn tuân theo quy tắc đấy nên thôi cô không viết nữa. Chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 5. It smells chấm 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 in the locker room. Nào, câu này chúng ta sẽ phân tích cho cô, giúp cho cô như thế nào đối với câu số 5. It's smell in the locker room. Vậy câu này chúng ta xử lý giúp cho cô như sau đối với câu số 5. Câu số 5 này chúng ta gạch chân cho cô từ smell. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ có một loạt các động từ đặc biệt. Đó là những động từ gì? Thứ nhất, chúng ta có những từ như là smell là ngửi, đúng không nào? Tiếp theo nữa, mình có những từ ví dụ cảm thấy, tiếng Anh mình có từ feel.
hoặc là nếm, tiếng Anh mình có từ taste, hoặc là ví dụ như mình có từ là smell, feel, taste, hoặc mình có từ là dường như là seem, đúng không nào? Cái này là mùi này, cái này là cảm thấy này, cái này là nếm này, seem là dường như này, đúng không nào? Hoặc có một vài từ ví dụ như trở nên, trở thành, tiếng Anh mình có từ become, trở thành rất nhiều. Đấy, chấm chấm chấm, ok chưa nào? Đấy, cái này được đấy, thì đứng đằng sau nó được phép cộng cho cô với tính từ, được phép cộng cho cô với tính từ, thì đấy là quy tắc. Vậy thì câu này chúng ta nhận thấy có từ key chính là từ smell, đúng không nào? Vậy đứng đằng sau smell thì chúng ta cộng giúp cho cô với đáp án đúng là đáp án gì đây? Tính từ. Thế nhưng bây giờ cái câu chuyện đặt ra là bốn cái đáp án này không có cái đáp án nào để chúng ta biết đây là tính từ. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Thế thì câu này chúng ta thấy đáp án C của Denise này là danh từ, chắc chắn là chúng ta loại rồi. Vậy thì câu này chúng ta còn đáp án A, đáp án B và đáp án D. Thế thì em lưu ý cho cô khi đi mà em gặp một cái câu như thế này thì chúng ta sẽ tinh ý giúp cho cô đó là gì? Đó là cái đuôi ly này, cái đuôi ly này. Ok chưa nhỉ? Chúng ta có 90% đuôi ly là đuôi của trạng từ, của trạng từ. Ngoại trừ một vài các cái trường hợp đặc biệt hay gặp. Trong đó ví dụ như chúng ta có từ timely. Timely là tính từ, hoặc friendly là tính từ. Thì những cái này chúng ta gặp rất là nhiều trong bài thi. Thì hai cái này là tính từ, còn 90% đuôi ly sẽ là đuôi của trạng từ. Vậy thì ví dụ như cô từ beautifully, đúng không nào? Beautifully. Ok chưa? Vậy thì chúng ta biết được 90% đuôi ly này là đuôi của trạng. Vậy chúng ta muốn tính, tính thì chúng ta sẽ bóc tách, chúng ta bỏ đuôi ly đi thì chúng ta còn từ beautiful. Đấy. Hoặc ví dụ như cô từ annually. Cô lấy cho em một từ em không biết chẳng hạn, annually, đúng không nào? Vậy thì khi có từ annually này thì chúng ta sẽ 90% đuôi này sẽ là đuôi của trạng, đúng không? Vậy chúng ta muốn bóc ra thì chúng ta bỏ cái ly này đi thì chúng ta còn từ annual là tính từ. Đấy. Vậy cái câu này chúng ta có từ grossly thì chúng ta cũng 90% nó là trạng từ. Vậy chúng ta muốn bóc ra thì chúng ta bỏ cái ly này đi thì còn lại đáp án giờ là tính từ. Vậy em chọn được đáp án đúng là đáp án giờ. Nó có cái mùi rất là kinh trong cái tủ khóa. Ok chưa các em? Chúng ta tiếp tục xử lý giúp cho cô câu số 6. Câu số 6 nào. The main appointment was given to Wellington mainly for reason. Đúng không? Câu số 5 chúng ta chốt được các cái này rồi nhá. Đứng đằng sau những cái này thì cộng với tính từ rồi nhá. Vậy chúng ta chốt cho cô câu số 6 nào. Phong Lê, ok. Ở câu số 6 chúng ta nhận thấy là the appointment was given to mainly for chấm 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 reason. Vậy câu này chúng ta lại phân tích cho cô như sau. Câu này chúng ta sẽ có những từ như sau. Thứ nhất, trước chỗ chồng có từ for và sau chỗ chồng có từ reason. Chúng ta cứ phân tích từng chút một, không bao giờ sai. For là giới từ, đúng không nào? Vậy hôm trước chúng ta học sau giới từ thì được phép là một danh từ. Thế nhưng ở đây chúng ta có từ reason, danh từ này chúng ta dịch giúp cho cô là lý do. Và chúng ta rất hay có cụm là the reason why, đúng không nào? Câu này thì chắc chắn là ai cũng biết luôn, the reason why, cái lý do mà. Vậy thì chắc chắn từ reason ở đây là danh từ giúp cô, danh rồi. Vậy chúng ta cần tính từ để bổ cho nó, ưu tiên giúp cho cô đằng sau. Vậy chúng ta ưu tiên giúp cho cô cái tính từ. Vậy thì chúng ta bắt đầu xử lý cái từ này. Câu A chúng ta nhận thấy có từ politician, politician. Vậy shun là danh, đuôi CN chúng ta đã nói rồi, chính trị gia, đúng không nào? Chính trị gia. Political có đuôi AL, đúng không nào? Đuôi này là tính từ thuộc về chính trị, thuộc về chính trị. Tiếp theo nữa, politicize, đúng không nào? Đuôi IZE, đuôi này là đuôi của động từ giúp cô. Đấy. Và cái này có đuôi ly, cô vừa mới nói với em rồi, 90% nó sẽ là trạng từ. Và bây giờ chúng ta dễ dàng, đây chính là bỏ ly đi thì chúng ta ra được đáp án B. Vậy em chọn được đáp án đúng là đáp án B. Câu này chúng ta sẽ có thêm một cái cấu trúc nữa, em có thể ghi giúp, mở rộng thêm giúp cho cô. Đó là be given to. Be given to cộng cho cô với cả danh từ, chúng ta dịch giúp cho cô là được trao, được trao. Cái cuộc hẹn này được trao cho tên riêng này chủ yếu là vì lý do chính trị. Tốt. Nào, chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 7. Câu số 7. Theo em câu số 7 này em chọn được đáp án đúng là đáp án gì đối với câu số 7? Câu số 7 nào.
Martin was a very popular teacher and chấm 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 worker for the school. Đúng không nào? Nào, xử lý cho cô câu số 7. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Câu này thì chúng ta cũng phân tích như sau. Đứng đằng trước chỗ trống mình có từ a và đứng đằng sau chỗ trống mình có từ worker. Ok chưa nào? Vậy thứ nhất là có từ a và đứng đằng sau có worker là có một danh từ. Cứ cả cái đuôi er này, hôm trước cô đã nói rồi, nó là đuôi danh từ, thường là danh từ chỉ người. Ví dụ như là teacher, đúng không nào? Sister. Đấy, thì cái đuôi er đấy là đuôi chỉ người. Vậy thì mình có worker, thằng này là danh từ chỉ công nhân. Và ưu tiên giúp cho cô đằng sau. Vậy chỗ trống này đương nhiên chúng ta cần cho cô tính từ. Vậy chúng ta có bốn tính từ: A tireless, B tireless, C tire, và đáp án giờ là tirelessly. Vậy chúng ta cần tính từ thì đang đúng là đáp án gì đây? Ok. Vậy thì cái câu này chúng ta nhận thấy là tirelessly, đúng không? Mà lại phân tích như thế thôi. Bernice là đuôi của danh chúng ta loại đầu tiên. Vậy câu chúng ta có đáp án A, đáp án C và đáp án giờ. Ok chưa nào? Thương Thảo có đáp án rồi, tốt. Và cô vẫn nói với em 90% đôi ly là đôi của trạng từ. Vậy thì chúng ta bỏ giúp cô cái ly này đi. Bỏ giúp cô cái ly này đi. Thì chúng ta có từ tireless. Và chúng ta cũng vừa thống nhất với nhau, đó là đuôi L, E, S, S chính là đuôi của cái gì giúp cô tính từ. Nên chọn đáp án đúng ra bạn nào. Ok chưa? Martin là một giáo viên rất là phổ biến và làm sao? Là một công nhân không biết mệt mỏi cho ở trường. Thì đấy là câu số 7 em nhé. Nào, các em xử lý giúp cho cô câu số 8. Câu số 8. Theo em thì câu số 8 này em chọn đáp án đúng là đáp án gì? It is chấm 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 not to eat meat on Good Friday. Vậy thì câu số 8 chúng ta sẽ phân tích giúp cho cô như sau. Giúp cho cô như sau. Is. Và đứng đằng sau mình có từ not. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy là cái từ not này thì cũng chẳng có cái vấn đề gì gọi là quá quan trọng về đây cả. Và cũng không nằm trong một cái dấu hiệu nào nhận biết cả. Vậy thì em gạch chân cho cô từ key là is. Ok chưa nào? Is trực thuộc giúp cho cô to be. Những hình thái của to be chúng ta có cái gì? Thứ nhất chúng ta có is, om, or. Is, om, or. Chúng ta có was, were. Đúng không nào? Chúng ta có be hoặc been. Đúng không nào? Hoặc being. Cộng giúp cho cô với cả được phép cộng cho cô với một tính từ. Đấy là các hình thái của to be. Ok chưa? Ví dụ như thế nào? Ví dụ như là she was. Ngày xưa thì cô ta nghèo lắm. Bây giờ cô ta giàu. She was poor. Ngày xưa cô ta đã từng nghèo. Đúng không nào? Hoặc là ví dụ như là I hate. Tôi ghét cái việc being. Đúng không nào? Phụ thuộc mình có từ dependent. I hate being dependent on him. Tôi ghét phụ thuộc vào anh ta, thì đây cũng sẽ được phép là tính từ nhá. Ok chưa? Vậy thì trong trường hợp này chúng ta lưu ý cho cô là đứng đằng sau to be thì chúng ta nhớ giúp cho cô các kiến thức này nhá, thì chúng ta được phép là một tính từ. Vậy câu 4 đáp án: A tradition, B traditionalist, C là traditionally, và đáp án D là traditional. Thì câu này theo em đáp án đúng là đáp án gì? Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ thấy như sau. Thứ nhất là mình có từ tradition, danh từ chúng ta đã chốt với nhau như hôm trước, đúng không nào? Đó là tradition, là đuôi của danh từ. Ví dụ từ hành động, tiếng Anh mình có từ action. Ok chưa? Action là hành động. Hoặc ví dụ như mình có từ quốc gia, tiếng Anh mình có từ nation, là quốc gia. Ok chưa? Đây là tradition. Traditionalist, chúng ta có đuôi est. Hôm trước chúng ta cũng đã ôn tập với nhau. Est cũng là đuôi của danh từ. Đúng không nào? Ví dụ nha khoa, nha sĩ, tiếng Anh mình có từ dentist. Đó, ok chưa? Thế nên thằng này cũng là danh luôn. Hai thằng danh, chúng ta loại nốt. Tiếp tục, cái này có từ ly. Và chúng ta vừa nói với nhau 90% nó là trạng từ, cũng loại nốt. Bỏ ly đi thì chúng ta còn đuôi al. Đây là tính từ. Vậy đáp án đúng là đáp án dơ. It is traditional not to eat meat. Tức là truyền thống là nói chung là không ăn thịt vào cái ngày thứ 6. Tiếp tục, chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 9. Theo em câu số 9 em chọn là đáp án đúng là đáp án gì? Câu số 8 thì chúng ta vừa chốt với nhau nhá, đó là sau to be thì là tính từ, đúng không? Vậy câu số 9 chúng ta rút ra được cái gì nào? He picked her up in his big chấm 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 arms. Vậy xử lý cho cô như thế nào đối với các câu số 9? Câu số 9 chúng ta sẽ cùng nhau phân tích như sau. Thứ nhất là chúng ta có cụm pick somebody up. Đấy, có nghĩa là đón ai. Còn trong trường hợp này mình có thể dịch là bế. Ví dụ anh
anh ta bế cô ta lên. Được. Tiếp tục chỗ trống chúng ta nhận thấy đây là big. Đây là arms. Đúng không nào? Vậy chúng ta phân tích chỗ trống này như sau giúp cô. Big là một tính từ, arms là danh từ, nghĩa là cánh tay. Cánh tay. Đấy. Ok chưa? Cánh tay. Vậy thì đây là một tính, một danh. Sau tính thì chỗ trống này được phép là một danh, nhưng sau trước danh thì chúng ta lại là tính. Và ưu tiên giúp cho cô đằng sau. Vậy em ưu tiên giúp cho cô cái từ arms này. Ok chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cần giúp cho cô một tính từ. Câu A mình có từ strongly, đôi chúng ta thống nhất với nhau rồi, trạng từ. Câu B là một từ khá là hay, về sau cô sẽ nói với em sau, đó là chúng ta có đuôi en. Ok chưa nào? Vậy thì đối với cái đuôi en này, bạn nào đang ghi chép, những bạn nào đang ghi chép thì ghi lại giúp cho cô. Thì ghi lại giúp cho cô. Nó là cái gì? Đuôi en. Đuôi en sẽ là đuôi của, đuôi của động từ. Đuôi en đuôi của động từ. Ví dụ mình có từ gì đấy, ví dụ như mình có từ làm rộng, tiếng Anh mình có từ wide, đúng không nào? Vậy làm rộng ra mình có từ widen. Đấy. Hoặc là ví dụ như là mình có từ rộng nữa, từ broad. Broad là tính từ. Vậy chúng ta có cả cụm là broaden, có nghĩa là làm rộng, mở rộng ra, hoặc mở rộng. Vậy thì cái câu này không có đúng, đúng không? Vì thằng này ở đây là một động từ rồi, đâu có đúng đâu. Vậy thì câu này mình có từ strength ở đây, nó là một danh từ. Strength ở đây là danh từ, sức mạnh. Sức mạnh. Và đáp án strong là một tính từ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án giờ. Cô ta đón, đó, anh ta bế cô ta lên bằng một cái cánh tay khỏe mạnh. Nào, chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 10. Câu số 10. She was a kind and... woman. Vậy câu số 10 này thì chúng ta sẽ có những cái cách phân tích như thế nào đối với cả câu số 10. Nào, câu số 10 thì chúng ta sẽ có hai cách tư duy như sau. Đúng không nào? Hai cách tư duy như sau. Thứ nhất, em gạch chân giúp cho cô từ and. Ok chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có cụm là and, but và or. And, but và or thì đồng đẳng xảy ra. Đồng đẳng xảy ra. Tức là trên như thế nào thì dưới nó như thế. Đấy. Vậy thì đấy là một cái thì gạch, nếu bạn nào biết được cái từ kind này thì em gạch chân cho cô, em ghi cô. Cái thằng này nó đóng vai trò là tính từ, nghĩa là tốt bụng. Tốt bụng. Vậy thì thằng này là tính thì đương nhiên thằng này cũng cần tính giúp cô. Ok chưa nào? Thế bây giờ tính từ thì đáp án đúng là đáp án gì? Đấy là một cách tư duy đồng đẳng. Cách tư duy thứ hai cũng là ưu tiên cho cô đằng sau. Woman ở đây nó là danh từ, người phụ nữ. Người phụ nữ. Ok chưa? Đó. Vậy chúng ta sẽ nhận thấy là câu A có đuôi ly là trạng từ, không đúng. Câu B có đuôi nish, như hôm trước chúng ta ôn tập cái đuôi nish này. Cái đuôi nish này nó là đuôi của gì giúp cô? Danh từ, đúng không nào? Ví dụ cái sự buồn, sadness. Buồn, đó. Hoặc ví dụ sự hạnh phúc mình có từ happiness. Happiness thì lưu ý giúp cô là đuôi nish là đuôi của danh từ. Vậy thằng này là danh từ không đúng. Đuôi full vừa mới thống nhất với nhau, đuôi của tính từ hợp lý, đúng không? Cheer cũng là danh từ cổ. Sorry, động từ cheer, động từ cổ vũ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng của câu này là đáp án C, cheerful. Cô ta rất là tốt bụng, cũng là một cái người mà rất là vui vẻ, hòa đồng. Tiếp tục chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 11. Câu số 11. Ok chưa nào? Câu số 11 ở trong trường hợp này thì em sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án gì đây? Câu số 11 theo em. Câu số 11 ở đây mình nhận thấy là I want to visit all places in India. Đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ phân tích cho cô câu số 11 như thế nào? Các em nghe cô phân tích để chúng ta ôn tập dần. I want to visit all places in India. Đúng không nào? Thế thì cái câu này gạch chân cho cô. Ở đây mình có từ all. Và chúng ta có từ places. Places. Vậy thì ở trong trường hợp này thì lưu ý giúp cho cô là chúng ta ưu tiên giúp cho cô đằng sau. Nhá. Em gạch chân cô từ all ở đây nó được gọi là cái lượng từ trong tiếng Anh. Có những từ gì giống như từ all không? Có chứ. Ví dụ như mình có từ một vài thì em có từ some. Đúng không nhỉ? Hoặc rất nhiều tiếng Anh mình có từ many. Some ở đây là một vài. Many ở đây có nghĩa là nhiều. Đúng không nào? Much. Much này cũng là nhiều. Ok chưa? Đấy. Both. Đó là cả hai. Và trong trường này mình có từ all, có nghĩa là tất cả.
chấm 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 chấm. Ok chưa nào? Đó. Vậy thì cái câu này chúng ta nhận thấy là đứng đằng sau thằng này chắc chắn là một dành từ luôn. Ví dụ như là can I xem some tea? Can I have some tea? Tôi có một chút uống, xin một chút trà được không? Đúng không? Hoặc ví dụ như là I have many books. Tôi là người có rất là nhiều sách. Rất là nhiều sách. Đây là danh từ. Đúng không nào? Ừ. Hoặc là tôi cũng không có nhiều tiền lắm đâu. Much money. Thì lưu ý tất cả những cái này đều cộng với danh từ giúp cô. Ok chưa nào? Vậy thì chỗ trống này có khả năng là một danh từ. Nhưng cái từ places này, cái chân cô từ places, thằng này nó là danh từ ghi giúp cô là nơi. Nơi. Đấy. Vậy thì nhớ là cũng là ưu tiên cho cô là đằng sau. Đằng sau. Cứ như thế mà làm. Vậy chỗ trống này được phép là một tính từ. Vậy thì câu này chúng ta có từ interest này. Cái từ interest này có rất nhiều bạn nhầm. Ừ. Và em ghi giúp cho cô nó là danh từ hứng thú. Hứng thú, thú vị. Ok chưa? Còn interestingly thằng này là một trạng từ giúp cô. Trạng từ. Đấy. Disinterest trong trường này là không hứng thú. Và interesting thì thằng này là hình thái ing. Ok chưa? Hình thái khi mà ing hoặc đôi khi là ed như thế này cũng được phép đứng trước danh từ. Và trong TOEIC người ta khá chuộng cái này là gọi là participle ở trong tiếng Anh nhá. Ing dạng ing ed đấy, thì cậu phép đứng trước cho cô về danh từ nhiều lắm. Ví dụ interesting này hoặc là exciting này. Ví dụ như interesting, exciting, đúng không nào? Hoặc là ví dụ như là mình có những từ ví dụ như là worrying, đáng lo lắng. Worrying, level, cái mức độ đáng lo lắng chẳng hạn. Đấy thì các cái hình thái này được gọi là participle trong tiếng Anh. Thế thì ở đây nó được phép là một tính từ. Đấy thì em chọn được đáp án đúng là đáp án giờ giúp cô nhá. Tốt. Nào chúng ta xử lý cho cô câu số 12. Câu số 12. Theo em thì cái câu số 12 này chúng ta chọn được đáp án đúng là đáp án gì đối với câu 12? His most chấm 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 political achievement was the abolition of the death penalty. Câu này chúng ta xử lý cho cô như thế nào? Câu này cũng là một câu tương đối khó. Câu này là một câu tương đối khó. Cái chấm 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 đúng là thành tựu về cái mặt chính trị của ông ta chính là cái abolition of, gạch chân cô cụm này. Từ này có nghĩa là việc bỏ đi. Bỏ đi. Được chưa? Ở đây chúng ta có từ achievement, thằng này có nghĩa là danh từ thành tựu. Thành tựu. Ừ. Và câu này mình có từ death penalty, hai thằng này là danh từ đứng cạnh nhau, có nghĩa là tử hình. Tử hình, hai danh từ ghép đứng cạnh nhau mình dịch là tử hình đúng không? Ok chưa? Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ phải phân tích cho cô như thế nào? Chết chúng ta có từ most. Chết chúng ta có từ most. Vậy thì cái thằng most được phép cộng cho cô với tính từ. Đấy. Và chúng ta dịch cho cô là nhất. Và đây là dạng so sánh nhất. Đúng không nào? Ví dụ như là the most intelligent, thông minh nhất, giả sử thế. Đúng không nào? Hoặc là the most beautiful, xinh đẹp nhất. Thì cái này được phép cộng với tính từ để thành so sánh nhất. Nhưng cái câu này chúng ta phải bắt cầu hơi xa. Chúng ta phải bắt cầu tiếp đến cái tận achievement này cơ. Và cái câu này chúng ta ghi cho cô cái hình thái này nó hơi nâng cao một tí. Nó hơi nâng cao một tí. Và nó, được chưa? Đây chính là dạng tính, tính, danh. Tính, tính, danh. Tức là các tính từ được phép đứng cạnh với nhau. Ok chưa nào? Ví dụ cô muốn nói như sau. Một cái bàn. Một cái bàn to đẹp. Một cái bàn to đẹp. Đúng không nào? Thì mình sẽ nói là beautiful. Beautiful. To mình có thể dùng từ big. Hoặc mình có thể dùng từ giant. Nó khổng lồ. Ok chưa? Table. Thế như vậy đây là các tính từ đứng cạnh với nhau. Ok chưa? Vậy thì ở đây chúng ta được phép là một tính từ sau khi phân tích xong. Vậy thì câu này chúng ta nhận thấy có từ significant. Ở đây là một tính từ đáng kể. Chúng ta vừa nói với nhau rồi. Đa số ANT là tính từ đáng kể. Đôi là đôi của trạng từ. File, à đánh dấu sao giúp cho cô. Về sau cô sẽ nói kỹ với em sau. Đó là cái đôi file này. Nó là đôi của động từ giúp cô. Đấy. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như trong trường này có từ signify là làm cho nó đáng kể. Ok chưa nào? Hoặc một cái từ rất là quen thuộc với các em chính là từ hài lòng. Thì ai mình có từ gì? Satisfy, hài lòng. Ok chưa? Vậy thì thằng này đây là một động từ giúp cô. Và cái thằng này ANC nó đóng vai trò là một đôi của danh từ. Nhớ ôn lại bài cũ giúp cho cô ANC
Được phép đóng vai trò là một danh từ. Được phép đóng vai trò là một danh từ. Từ quen thuộc nhất và ai cũng biết chính là từ distance. Ok chưa nào? Khoảng cách. Vậy thì đằng này là một danh từ. Cho nên sau khi phân tích, chúng ta chọn được đáp án đúng là đáp án A. Cái gọi là thành công đáng kể nhất về mặt chính trị của ông ta chính là bỏ đi cái hình phạt tử hình. Chúng ta xử lý cho cô câu số 13. He's later become chấm 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 in politics. Vậy thì câu 12 chúng ta đã chốt được cái cấu trúc của nó đâu nhỉ? Đây, câu số 12 chúng ta sẽ chốt được cái cấu trúc của nó là các tính từ. Các tính từ, được chưa nhỉ? Được phép đứng cạnh nhau, đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau này, được chưa nhỉ? Và đứng trước danh từ. Đấy, và đứng trước danh từ. Thì đấy là cấu trúc tiếp theo chúng ta rút ra được từ câu số 12 nhá. Nào, chúng ta xử lý giúp cho câu số 13. He later became chấm 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 in politics. Câu này chúng ta xử lý giúp cho cô như sau đối với câu số 13. Câu này chúng ta cái chân cô từ became. Became đã nằm trong các đống các cái động từ đặc biệt rồi. Ok chưa nào? Chính là nằm trong cái đống mà cái động từ cô đưa cho các em. Ok chưa? Chính là các động từ mang tính chất là leaking verb. Cô chẳng biết cô để đâu ấy. Become most more các thứ này kia đấy. Thì chỗ trống này chúng ta được phép cộng giúp cho cô về tính từ. Đấy. Thế bây giờ chúng ta gạch chân cô từ success. Thằng này là danh từ thành công. Danh từ thành công. Ok chưa? Successor, em yêu cô nó là danh từ kế nhiệm hoặc chuỗi. Cái từ này hay phết, kế nhiệm hoặc chuỗi. Hoặc sau cái gì đó. Và successful là một tính từ thành công. Và successfully trong trường này nó là một trạng từ, ok chưa? Vậy thì câu này chúng ta nhận thấy là anh ta về sau trở nên thành công về lĩnh vực chính trị. Vậy em chọn được đáp án đúng là đáp án C giúp cô. Và đuôi ở đây chính là đuôi gì? Đuôi phủ nhá. Tiếp tục chúng ta xử lý giúp cho cô câu số 14. Câu số 14. Câu 14 nên chọn được đáp án đúng là đáp án gì được với câu 14? Em nhận thấy câu số 14 chúng ta nhận thấy như sau. Tên Zillow once famously described as one of the most chấm chấm woman in America. Đúng không nào? Vậy câu này chúng ta cũng gạch chân cho cô. Có những cái từ như sau. Có từ the most. Chúng ta sẽ có hai cách phân tích câu này. Và đi về từ woman. Vậy thì chúng ta có từ the most được phép cộng giúp cho cô về tính từ. Và chúng ta, đấy là cách tư duy thứ nhất. Và woman là danh từ, đứng lên trước danh từ thì được phép là tính từ. Vậy hai cái này chúng ta nhận thấy nó trùng nhau. Nó trùng nhau, đúng không nào? Vậy nó trùng một vị trí rồi thì chúng ta chốt chung ở đây là một tính từ. Vậy câu này em nhớ cho cô gạch chân cho cô cái đuôi ENT này. Cái đuôi ENT này cô lúc nãy cô quên mất không gọi là liệt kê giúp cho em. Thì em liệt kê cô cho cô. ENT cũng được coi là một đuôi của tính từ các em nhé. NT này cũng được coi là một đuôi của tính từ. Vì sao lại như thế? Ví dụ cô có từ như sau. Ngoài từ intelligent ra thì mình có thể, ví dụ như mình có từ dependent chẳng hạn. Dependent là tính từ. NT này phụ thuộc. Phụ thuộc. Đấy. Hoặc chúng ta có từ rất cơ bản chứ từ recent. Recent. Tính từ này, gần đây. Dễ, đúng không nào? Đó. Thế đi trong trường hợp này chúng ta có đuôi NT nhá, tính từ. Tiếp theo ở đây nó là danh từ. NC như cô nhắc rồi là danh từ nói chung. Nhớ giúp cho cô đôi NC là một danh từ nói chung. Ví dụ như mình có từ experience. Experience là kinh nghiệm nói chung. Ok chưa? Vậy thằng này ở đây là một danh từ. Và thằng này ở đây nó là một trạng từ. Nó là một trạng từ. Đó. Vậy thì câu này em chốt được đáp án đúng là đáp án nào nhá. Cái, và gạch chân cho cô thêm một từ các em cần lưu ý cho cô là từ once. Dịch cho cô là đã từng là cái gì đó. Cái tên riêng này đã từng được mô tả như là cái người thông minh nhất ở châu Mỹ. Ok chưa? Nào, chúng ta xử lý giúp cho cô câu số cuối cùng, câu số 15. The government has little chấm chấm support among women voter. Câu này chúng ta phân tích cho cô như sau. Gạch chân cô từ little. Cái từ little này thì đứng đằng sau cũng được phép cộng cho cô với một danh từ. Được phép cộng cho cô với danh từ. Ví dụ cô muốn nói là cho tôi một chút đường đi. Little sugar. Đúng không nào? Little sugar. Đấy. Thì đường ở trong trường này là danh từ không đếm được. Đặc điểm là danh từ không đếm được. Vậy chỗ chấm này có khả năng là danh từ. Tiếp theo từ support lúc nãy cô nói với em rồi. Nó vừa được phép là danh, nó vừa được phép là động. Đúng không nào? Vậy thì cái câu này chúng ta vừa mới thống nhất với nhau là chúng ta có động từ đây rồi. Có động từ là has đây rồi. Vậy thằng này không cần là động nữa thì nó sẽ phải là danh. Vậy cái gì được phép đứng lên trước danh chính là tính từ. Vậy chỗ trống này được phép là một tính từ giúp cho con.
Ok chưa? Ưu tiên cho câu đằng sau với từ support nhá. Và câu này chúng ta có một từ khá hay, chính là từ among. Các em cũng lấy vở ra ghi chép giúp cho cô, đó là among. Được phép cộng cho cô với danh từ số nhiều, chúng ta dịch là trong những cái gì đó chấm 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 chấm. Và trong trường này among voters tức là những cái người bỏ phiếu. Những người bỏ phiếu. Ok chưa? Rồi nhá. Vậy câu A mình có từ popular là tính từ phổ biến, được chưa nhỉ? Đấy. Tiếp theo nữa, popularity ở đây nó là đuôi ity. Cũng lưu ý ôn lại một chút, đó là đuôi ity. Được phép là đuôi của một danh từ. Ví dụ, chúng ta có từ ability. Ability là danh từ, nghĩa là có khả năng. Có khả năng làm gì đó. Ok chưa? Và popularity là một danh từ là phổ biến. Danh từ là phổ biến. Tiếp theo, cái đuôi ize này. Đuôi ize thì em cũng ghi thêm cho cô. Đuôi ize chính là đuôi của động từ giúp cho cô. Ok chưa nhỉ? Một câu rất là đơn giản. Ví dụ cô có từ nhận ra. Cô có động từ nhận ra chẳng hạn. Đúng không? Vậy nhận ra tiếng Anh mình có từ gì? Realize. Realize. Đấy. Thì thằng này nó chính là động từ mà chỉ là nhận ra. Nha. Thì ize. Thì ize ở đây là popularize, là làm cho nó trở nên phổ biến. Làm cho nó trở nên phổ biến. Làm cho trở nên phổ biến. Đó, và nó là động từ. Và cái ly này là trạng từ. Vậy trong trường hợp này em sẽ chọn được đáp án đúng là đáp án A giúp cho cô. Ok chưa? Đấy. Thế như vậy là cô đã xong với các em về bài tính từ rồi. Thế thì hôm nay chúng ta đã tổng kết rất là nhiều. Như vậy thì trước khi mà kết thúc thì chúng ta sẽ tổng kết lại một lần nữa để cho chúng ta chốt được cái bài học ngày hôm nay các em nhá. Nào, chúng ta tổng kết những cái như thế nào. Một, ngày hôm nay chúng ta học những cái gì. Một, lưu ý cho cô là chúng ta ôn tập cho cô. Ôn tập các đuôi của danh từ. Danh từ nó có những cái đuôi gì. Cái thứ hai, chúng ta phải nắm giúp cho cô các đuôi. Đuôi của tính từ. Tính từ nó có những cái đuôi gì, đúng không nào? Cái số 3 là chúng ta lưu ý cho cô là chúng ta sẽ có cái vị trí của tính từ. Một là trước danh, đúng không nào? Trước danh, hoặc là các dạng như tính từ đi về danh, hoặc là đứng đằng sau các động từ đặc biệt, các cái verb đặc biệt. Đúng không nào? Các cái verb đặc biệt. Đấy. Và cuối cùng đó là lưu ý cho cô, đó là khi mà em phân tích thì lưu ý cho cô đó là ưu tiên đằng sau. Đa số là chúng ta ưu tiên đằng sau. Đấy. Có hai cái đuôi đặc biệt nhất lưu ý giúp cho cô, đó là đuôi ly. Đấy, ok chưa? Thì đuôi ly này cũng là đuôi bị nhầm với trạng từ. Vậy thì buổi ngày hôm sau chúng ta sẽ học kỹ cho cô về trạng từ nhá. Ok chưa?